Started with one dance, thought that that's all it was. Thought it would end up like it usually does. All the things you do make me feel it's confusing. I don't really know what I'm doing, what I'm doing. All I know, this ain't nothing. Should we stop or should we rush in? Xin chào mọi người, mình là Linh. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Dresden, là thủ phủ của bang Sachsen của Đức. Đây sẽ là một video ngắn giới thiệu sơ về thành phố Dresden cho mọi người xem. Thực ra lúc đầu mình không dự định quay video này vì ngày đầu tiên mình đến Dresden thời tiết rất là xấu, không có nắng. Nhưng mà sang ngày hôm sau thời tiết rất là đẹp nên mình quyết định quay cho các bạn xem. Và đây là dòng sông Elbe chia đôi thành phố Dresden ra hai nửa riêng biệt. Phía bên mình đứng là Altstadt, đó là thành phố cổ, và một bên là Neustadt, đó là thành phố hiện đại. Bây giờ mình đang đi sâu vào trong trung tâm của thành phố cổ. Dọc bên đường là những quán cà phê, những nhà hàng đặc trưng của nước Đức. Vì đây là thành phố du lịch cho nên là có rất là nhiều khách du lịch đến đây. Dresden là một thành phố cổ kính và có niên đại hàng trăm năm. Đây là một trung tâm nghệ thuật, âm nhạc cổ điển và kiến trúc huy hoàng. Thành phố Dresden được thành lập vào năm 1206 và là kinh đô cũ của Vương quốc Saxony. Vương quốc Saxony là một trong bốn vương quốc hợp thành nước Đức hiện nay. Trong suốt thời kỳ trị vì thì các nhà vua đã mời những nghệ nhân giỏi nhất châu Âu để xây dựng Dresden đẹp đẽ như ngày nay. Đây là bức tranh bằng sứ Fürstenstuhl
Bức tranh này đã hơn 100 tuổi và hầu như không bị phá hủy trong chiến tranh. Nó dài 102 mét và cao 9,5 mét, được làm từ 25.000 viên sứ gắn với nhau. Dresden từng bị tàn phá sau Thế chiến thứ hai và dần dần được tái sinh như ngày nay. Hiện nay, Dresden là nơi tọa lạc của hơn 40 bảo tàng. Bên cạnh đó có 13.000 di tích văn hóa và nơi tổ chức các buổi hòa nhạc, các sự kiện thường niên. Thành phố được coi là thành phố bảo tàng quan trọng nhất của nước Đức. Sau khi thăm thành phố xong thì bọn mình phải quay trở về Berlin rồi. Video này hơi ngắn, không có quay từng chi tiết thành phố Dresden cho các bạn xem được. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích video này của mình và đừng quên nhấn đăng ký kênh để được xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.